Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Real Gaming. Và hôm nay thì bên Ghana Free Fire họ đã ra mắt chúng ta, đó là thẻ vô cùng mới rồi. Và thẻ vô cùng này sẽ có tên đó là Thợ Săn Quỷ Nguyệt. Thì thực ra thẻ vô cùng này mình cũng đã review cho anh em ít nhất là 2 lần, cũng như là đã có hé lộ cho anh em ngay trước khi mà thẻ vô cùng này ra mắt. Thì thẻ vô cùng này nó sẽ mang âm hưởng của những cái kẻ đi truy nã anh em ạ. Và cái thẻ vô cùng này thì trông nó cũng khá là ngầu đấy. Nhưng mà có lẽ là mấy anh em mà không thích đầu lâu xương chéo thì chắc là cũng không khoái thẻ vô cùng này lắm. Thẻ vô cùng này thì nó sẽ có cho chúng ta đó là skin xe, có một skin UMP đấy, nhưng mà nói chung là mình cái này chắc cũng chả hay dùng đâu. Thật nói thật là bây giờ skin xe đa số mọi người toàn dùng con McLaren rồi đấy, nhưng mà tại vì con McLaren đấy là nạp 300 kim cương chúng ta đã có thể được nhận rồi đấy. Chúng ta sẽ có một cái chày cũng như là sẽ có một cái ván lướt. Cái ván lướt này thì theo mình đánh giá là tương đối đẹp đấy. Ván lướt này đánh giá tương đối đẹp, nó giống như là cái ván lướt tiền của sự kiện phi vụ triệu đô ấy. Ở đây chúng ta sẽ có một quả lựu trông khá đẹp và một cái hòm xác trông cũng rất là ngầu, cũng như là thức ăn cho trợ thủ. Rồi đây là cái bộ đồ nam. Đấy, cái bộ đồ nam thì nói chung là cũng được. Và cái quà độc quyền thì nó sẽ là bộ đồ nam, à nó sẽ là cái tóc nam và tóc nữ đổi màu cho nhau. Đấy, khá là hay. Ok, thì mình sẽ mua đủ hết tất cả huy hiệu để mà có thể đạt được con số huy hiệu đủ để gọi là lấy unlock hết các đồ luôn. Cái này nó là truyền thống rồi. Đấy, mùng 1 tháng nào chúng ta cũng làm như vậy. Đấy, ok con dê. Đấy, lấy được cái skin xe rồi, lấy được skin UMP luôn. Đấy, có thêm cho chúng ta một cái áo nam, một cái áo nữ. Đấy, ok con dê, đây là gói săn lùng tử thần nữ nha anh em. Quả phong cách ăn mặc rất là kỳ lạ. Đấy, gọi là hở trước thì kín sau. Đấy, đằng trước thì trông rất là mát mẻ, thoáng mát, đằng sau thì nó lại kín như bưng. Đấy, sau nguyên quả áo choàng kín như bưng. Và trên cái áo choàng thì nó lại có nhiều những cái tờ giấy truy nã. Ở đây chúng ta sẽ có cái ván săn lùng. Đấy, quả ván săn lùng của ván này trông cũng được. Đấy, trông nó giống như là cái ván phi vụ triệu đô ấy. Đấy, đây có quả lựu này, trông quả lựu khá là bắt mắt. Đấy, thêm một cái biểu tượng trông đẹp này. Đấy, cái hòm xác săn lùng, cái hòm xác này trông đúng kiểu cái đầu lâu luôn. Nó là cái nó giống như là kiểu cái máy in hay là máy đếm tiền ấy. Đấy, đây là ba lô kim tử thần. Đấy, nghe tên của ba lô nghe ngầu anh em. Và trên cái ba lô nó sẽ có quả hình cái sọ đeo cái kính. Đấy, nói chung là cái tạo hình của cái thẻ vũ cường mùa này ấy thì mình nghĩ là nó sẽ không hợp với cả trẻ em cũng như là bà mẹ cho con bú. Đấy. Thế nên là mình nghĩ là cái này nó sẽ hợp với những anh em làm thích phong cách kiểu ngầu ngầu hơn. Và cả hai thẻ vũ cường mùa 38 và mùa 39 này đều sẽ theo phong cách ngầu 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 lòi nha anh em nhá. Chứ sẽ không có phong cách dễ thương giống như là một số những mùa trước. Đấy, đây là thẻ vũ cực ba lô kim tử thần. Đấy, ba lô này đều có quả gọi là quả đầu lâu hết. Đấy, cái gì mùa này có đầu lâu hết anh em ạ. Vâng, ảo thật sự đấy. Đấy, đây là cái nó có hai cái tay xương nó đang ôm lấy cái đống wanted trong tiếng Anh nó truy nã. Đấy anh em nhá, đây là xe này, xe thể thao săn lùng đầy tiền tài và danh vọng. Quả xe thể thao trông khá ngầu luôn. Đấy, đây là cái ván, đây ván săn lùng. Cái ván này chắc mình nghĩ đây là một trong thứ mà đáng giá nhất của cái thẻ vô cùng mùa này, cộng thêm quả lựu nữa khá xịn. Đấy, mình đã mặc bộ đồ nữ rồi. Vâng, ôi. Và đây là cái sự kiện này, đây là cái bảng xếp hạng tuần. Thì theo tôi biết là đang có một cái biến khá căng với cái bảng xếp hạng này. Đây, à đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đôi giày. Vâng, tích lũy trong tử chiến gây 30 sát thương. Đấy, bằng súng tiểu liên nhận 8.000 huy hiệu thẻ vô cực. Vâng, tôi nghĩ là cái này đó là một cái vấn đề lỗi hay là một cái gì đấy bên Ghana nhầm. Đấy, bên Ghana nước đi này đi nhầm. Tức là chắc là họ chỉ để là 16 huy hiệu thôi. Đấy, nhưng mà vì một lý do đấy mà họ để thành 8.000 huy hiệu. Vâng, nếu cái này chắc là trong tuần tới bên Nga nào sẽ sửa ngay. Đấy, chứ còn ví dụ như là để mà 8.000 huy hiệu này thì chết. Đấy, 8.000 huy hiệu này thì ai cũng sẽ, thì các bạn biết 8.000 huy hiệu chúng ta sẽ mở được bao nhiêu cái hòm độc quyền đâu. Đấy, với 8.000 huy hiệu chúng ta sẽ mở được rất nhiều hòm độc quyền, cứ 25 huy hiệu một hòm độc quyền. Đấy, thì với cái 8.000 huy hiệu này mà bị lỗi ấy, thì mở huy hiệu nó phải gọi là ối rồi ôi luôn. Đấy, mở nó phải gọi là mở đến chết. Đấy, mở gọi là sập game luôn anh em ạ. Đấy, ok, bây giờ thì mình sẽ làm trận rank để mình test cho anh em đó là những cái đồ ở trong game nha. Đấy, không anh em lại bảo thằng này suốt ngày chỉ biết bắn tử chiến thôi, chắc là leo rank không biết leo rank. Đấy, không biết leo rank chạy bo. Đấy, nhưng mà vấn đề là có một vấn đề là tôi chơi chạy bo tôi chả được gặp người cả. Đấy, không hiểu người nó cứ đi đâu. Đấy, anh em thấy quả ván lướt này đẹp không? Quả ván lướt này trông rất đẹp nha, hiệu ứng mà mình nghĩ quả ván lướt này cái hiệu ứng trông còn đẹp hơn cả cái hiệu ứng của cái ván phi vụ triệu đô cơ. Đấy, đáp xuống đây. Đấy, xuống hay chơi.
xem có loot được đồ gì không. Đây là bộ đồ nữ nha anh em. Bộ này nó có một cái rất là hay là khi mà chạy ấy, cái áo nó sẽ bay bay. Cái áo nó sẽ bay bay và nó sẽ làm lộ ra con nhân vật của chúng ta. Đấy, ảo thật sự. Ok, hôm nay đang có một thanh niên rình rập ở bên ngoài bức tường. Em thanh niên rình rập bên ngoài bức tường anh em ạ. Và khó chịu thật sự. Nó cứ đứng đây nó rình rập tôi, đứng nó đang nấp sau cái bãi rác. Nó đang nấp sau cái thùng rác ở đằng này này. Đấy, rất khó chịu nhá. Bó tay chấm gom luôn. Đâu rồi? Và mày ra đây, mày ra đây, cậu chơi mày. Và đấy, nó đang nấp ở chỗ nó đây, lộ ngay cái đầu. Đấy, nhưng mà bây giờ mình chạy ra đây thì nó sẽ trốn đi. Đấy, ảo anh em. Đấy, thanh niên lộ ngay cái đầu, gọi lú ngay cái đầu. Đấy, vẫn nhảy nhót ở ngoài này, khó chịu thật sự. Đấy, tôi đang cầm ba lô cấp 1 nha anh em nhá. Đấy, khó chịu sự này thì trời cậu ơi, vuốt tâm à, vuốt tâm ghê đấy. Và thanh niên vuốt tâm ghê của nó đấy anh em ạ. Và mình mà có hỏa liệu mình ném địch ngay, mà mình lại không có quả liệu nào. Đấy, làm sao, ui. Và thầy nó bắn một phát vào đầu mình luôn anh em ạ. Và nó bắn thầy vuốt tâm kinh đấy. Đấy, vuốt tâm nó phải gọi là ghê đấy. Mà cái lỗi 8.000 huy hiệu thì mình nghĩ là sang tuần thì bên Nga nào sẽ sửa thôi. Nhưng mà may là cái lỗi 8.000 huy hiệu đấy ấy, nó lại không diễn ra vào trong tuần đầu tiên. Đấy, nếu mà nó vào rơi vào trong tuần đầu tiên, tức là hôm nay chẳng hạn, thì trong ngày hôm nay có nhiều bạn có thể sẽ cầy luôn được cái 8.000 huy hiệu đấy. Và khi các bạn cầy 8.000 huy hiệu đấy ấy, thì rất khó thu hồi. Đấy, một khi mà đã có cái vấn đề 8.000 huy hiệu đấy thì mình nghĩ là sẽ rất khó thu hồi từ những người chơi. Nhưng mà may quá nó lại ở tuần thứ 2 thôi. Đấy, ui giời, thanh niên đứng đây hồi máu á. À, đứng đây hồi máu là dở rồi. Đấy, đứng đây hồi máu là dở rồi. Hết thằng này bị mình bắn không buồn chạy. Bó tay luôn. À, hình như nó đang bắn nhau với hội trên đồi. À kia đằng xa đang có những pha bắn nhau. Đấy, đằng xa đang có những tình huống bắn nhau trên đồi anh em ạ. Nói chung là cái sự kiện thẻ vũ gừng này mình nghĩ là bên Nga nào sẽ sửa dễ dàng thôi. Đấy, nhưng mà nói chung là nó cũng hơi kỳ và nhiều bạn thì cũng có hỏi, sàng có gửi thư hỏi tôi là nếu như mà Gai nào không sửa thì sao, thì chúng ta sẽ có một đống hòm độc quyền. Và quan trọng là hòm độc quyền nó mở ra rất nhiều đồ quan trọng, ví dụ như mở ra skin xe, mở ra được cho mình đó là 2 đồ độc quyền, thì mấy cái đồ này nó sẽ biến thành đồ quốc dân. Đấy, thế nên là bên Gai tôi nghĩ trong một vài ngày tới họ sẽ sửa thôi. Bây giờ thông thường thì cái thẻ vô cực này khi mà mới ra mắt ngày đầu tiên ấy, vì số lượng người mua nó nhiều nên là nó sẽ rất dễ bị lag. Đấy, vì số lượng mua nó nhiều nên là cái khả năng bị giật lag nó sẽ khá cao. Thế nên là thường các bạn sẽ thấy là sau khi các bạn mua thẻ vô cực ngày đầu tiên ấy, thì nó sẽ có một số những cái lỗi, một cháo ấy nào làm sao, ôi như đấy có 3 thằng bắn nhau ạ, 2 cháo hay quá, tự nhiên húp ngay là 2 mạng ấm áp cuộc tình. Đấy, chả là không làm mà vẫn có ăn anh em ạ. 3 thằng bắn nhau mình húp ngay 2 cháo. Đấy, 3 thằng bắn nhau ăn ngay 2 mạng. Đấy, tươi luôn. Đấy, bây giờ di chuyển lên tròi thôi. Lên tròi hay là công thằng kia nhỉ. Nó nên công thằng này không anh em. Nói chung là mấy cái sự kiện này mình nghĩ bên Gana họ sửa cũng nhanh, tại vì nó cũng đơn giản, nó chỉ là một con số trong game thôi. Và khi mà mọi người chưa lấy được thì cũng chưa cần thiết phải thu hồi. Thì chỉ có cái là anh em nào mà muốn lưu lại một kỷ niệm thì anh em có thể gọi là cái gì nhỉ? Anh em có thể gọi là chụp ảnh lại đấy để lưu lại kỷ niệm. Đấy, nhưng mà tiếc là ví dụ như sáng nay mà có hôm nào nếu mà sự kiện mở tuần 1 ấy, thì kiểu gì sáng nay cũng sẽ có một số ông là mở được 8.000 huy hiệu đấy thì nó lại tươi. Đấy, đừng đấy, cho mày có liệu bây giờ. Cậu ra gần đây, mày ra gần đây, cậu cho mày có liệu. Đấy, xấy kẹo luôn, thầy cứng đầu nhở. Vâng, thầy cứng thật đấy. Đứng đơn đấy, cho mày quả liệu này, cho mày quả liệu. Đấy, nó chết luôn rồi anh em ạ. Vâng, nó bị thằng khác bắn chết rồi. Bó tay, thế là mất một mạng của tôi rồi. Còn mỗi tôi với 2 thanh niên nữa thôi. Vâng, đây có một thanh niên nữa này. Vâng, có một thanh niên nữa đang chạy ở phía dưới đồi. Vâng, mình không dùng skin súng xịn, bắn khó trúng quá. Và mình đang dùng skin súng khá cùi, AK lửa đỏ anh em ạ. Và hôm qua tôi lấy để tôi gọi là tôi test cho anh em xem. Nhưng mà súng này hơi cùi, bắn không ăn thua. Đấy, bắn mấy súng, bắn mà không có skin súng khó lên top 1 lắm. Đấy, tại vì mình là skin streamer bắn khá nhất Việt Nam anh em. Đấy, ví dụ như mấy ông bắn hay ấy, cầm skin súng gì lên top 1 được. Mình bắn gà nên là đâm ra mình cầm skin súng gì cũng không lên top 1 được. Đấy, ui thôi xong rồi. Ôi, thằng kia nó bắn súng gì đây? Thằng kia nó bắn chim ngọ kiến à? Vâng, nó bắn SVD. Vâng, đam to này chắc là SVD rồi. Vâng, bắn đâu ấy nhở? Vâng, căng rồi, căng rồi. Vâng, khó vào bo rồi anh em ạ. Vâng, chắc là bị kẹp rồi. Vâng, một tình huống bị kẹp. Có khi là mình công thẳng ở thằng kia hay là mình công thẳng ở thằng này nhở? Vâng, đây có cái xe máy này. Vâng, mình sẽ dùng xe máy mình chạy ở trong bo hợp lý không anh em? Đấy, có khi là mình dùng quả xe máy mình chạy ở trong bo khi là hợp lý đấy. Đấy, anh à,
Trời ơi, bị bắn được cả hai hướng này. Vâng, khó thật sự ạ. Đau, đau, đau sờ cao rồi. Vâng, quá đau đội bắn sau. Khó nhá. Vâng, trời ơi, bây giờ làm sao mà vào bo bây giờ. Bom keo thì mình chắc là vẫn đủ ấy, nhưng mà nó bắn sát quá. Nó bắn sát quá anh em ạ. Vâng, nó bắn sát thật sự luôn ấy. Đấy, đâu gọi là dạng mày bắn cậu này. Vâng, bắn thôi toang rồi. Mình lại không có kinh nghiệm chơi quả bị bánh mì kẹp thịt này. Đấy, bánh mì kẹp ri. Đấy, bánh mì kẹp ri kaki. Bánh mì kẹp sờ chim hơ gà nhất Việt Nam thì không ổn rồi. Vâng, ui sao mình mà sao cái khẩu ấy bắn thằng kia mất có 27 máu. Thằng kia chắc là mũ 3 ra 4. Ui, nó lại còn thả UAV ra chứ, đùa. Thôi xong rồi. Vâng, hai bên cùng bắn ạ. Khó chịu thật sự. Đấy, phải cố gắng dứt điểm được một trong hai thằng để gọi là đỡ thằng kia. Đấy, ui xong rồi, bo không nằm chỗ mình ạ. Vâng, lên quả xe máy làm liều phát anh em nhỉ. Vâng, ui, bắn đau thế, cứ hở ra nó bắn ạ. Vâng, cứ hở ra là ăn đạn. Vâng, có khi lên xe máy làm liều phát nhỉ. Vâng, sửa giáp rồi lên xe máy làm liều phát, được không anh em? Đấy, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Đấy, thầy râu gì đã dậy rồi. Đấy, có khi phải đẩy vào thôi. Vâng, nguy hiểm quá, nó bắn như thế này. Mà bo lại ở bên trong cái chỗ xưởng cơ khí á. Đùa, bây giờ mà chạy ở bên trong xưởng cơ khí á, đẹp này. Đấy, bây giờ làm sao mà chạy vào bên trong xưởng cơ khí á, quá đẹp luôn. Đấy, chứ tí nữa mà đợi bo thì nguy hiểm. Nào, làm tí. Đấy, làm tí anh em. Làm tí, ui nó bắn đau thế. Ui, đánh phóng. Vâng, ui đánh phóng. Ui, thôi xong rồi, nó bắn đau quá. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau nha. Bye bye.